đối với huấn luyện viên Toshiya Miura. Mục tiêu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 3 mà họ đặt ra trước khi mùa giải này được bắt đầu. Hosseini cho tới thời điểm này đang là chân sút số 1 của Milik với 14 bàn. Gần bàn đại, đường chuyền vào quá nhẹ, rất nguy hiểm. Đó là một tình huống mà hậu vệ Diệp Hoài Xuân và thủ môn Sơn Hải đã có một pha phối hợp phòng ngự không hiểu ý nhau. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng 44 điểm, ghi được 47 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 17 bàn thua cho tới thời điểm này. Trong khi đó thì các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh xếp cuối bảng, Đình Trọng rất quan trọng với đội bóng. Anh cần có thời gian hồi phục tốt nhất. Hosseini rất nỗ lực để có thể đưa đội bóng ở phía trong. Gần Văn Đại rất nhịp nhàng. Hùng Dũng, Gần Văn Đại, Hosseini. Đó là một pha phối hợp tấn công bài bản của cầu thủ chủ nhà. Mười phút thi đấu đầu tiên của hiệp một đã trôi qua, tốc độ khá nhanh và vừa rồi là cơ hội dành cho Hosseini. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha va chạm giữa Sầm Ngọc Đức và Ngân Văn Đại, và ngay lập tức sau đó cơ hội được trao cho Hosseini. Đây là huấn luyện viên Park Hang-seo. Than Quảng Ninh bóng này đang dẫn trước sổ số Ký Đức Cần Thơ với tỷ số là 3-0. Ngân Văn Đại, đường chuyền của Quang Hải, Văn Kiên, Hosseini, có bao Moses. Cú đá tiếp theo của Moses là quá nhẹ. Đã có hai cơ hội dành cho Hosseini, người rất tự tin thông báo với các phóng viên rằng anh sẽ ghi bàn trở lại ở vòng đấu này. Ta vừa được xem lại pha cản phá tốt của thủ môn Sơn Hải. Đứng trước quả đá phạt góc đang là Quang Hải. Rất nguy hiểm. Goal! Goal! Rất đáng tiếc cho các cầu thủ chủ nhà. Bóng từ từ lăn vào khung thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bộ đầu vệ của đội khách đã kịp thời bọc lót. Cầu thủ đã kịp thời bọc lót là Vũ Anh Tuấn. Rõ ràng là những tình huống cố định đang là một mũ tấn công sắc bén của câu lạc bộ Hà Nội. Thêm một quấy đầu nữa vẫn không thành công. Cú chạm bóng là của trung vệ Thành Trung. Quả đá phạt góc như thế này đã mang lại cho Thành Trung bàn thắng ở trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ cúp quốc gia tứ kết lượt về. Ba vòng đấu đã trôi qua mà Hosseini vẫn chưa thể nâng cao được thành tích ghi bàn của mình. Còn đây là Đỗ Hùng Dũng. Một trận đấu mà ống Park Hang-seo đã có mặt trên khán đài Sâm Đồng Hàng Đẫy. Và như vậy thì với Đỗ Hùng Dũng, một trong những tiền vệ toàn diện tốt nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại, anh sẽ càng có thêm nhiều động lực để chứng tỏ mình rõ rệt hơn nữa. Thủ môn Sơn Hải của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu vào thời điểm này. Thì Vi Sơn vẫn thường cháy hết mình nhưng vẫn chưa giúp cho đội bóng của anh có được những kết quả thuận lợi. Chuỗi trận 12 và liên tiếp không có được thắng lợi đã khiến cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí cuối bảng. Như vậy là đội khách sẽ phải có một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Thủ môn Sơn Hải không thể tiếp tục thi đấu được nữa rồi. Môn Sơn Hải người ra sân trong đội hình xuất phát gặp phải chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Dù đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng thì Sơn Hải không thể chung lại được. Đó là một cái biệt nói là khủng khiếp. Cơ hội dành cho Đông Dũng. Ơi, Đinh Xuân Việt đã tỏa sáng ở tình huống đầu tiên sau khi được tung vào sân. Đường chuyền xé toang vào vòng ngự đối phương được thực hiện bởi đội trưởng Văn Quyết. Nhưng khi đối mặt với Đinh Xuân Việt thì Hùng Dũng lại không thể ghi bàn. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường chuyền rất hay của Văn Quyết và pha di chuyển thông minh của Đỗ Hùng Dũng. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hút theo pha di chuyển của những Hosseini, Ngân Văn Đại và để lỏng với pha thoát xuống này của Đỗ Hùng Dũng. Không có gì phải e ngại.
Cú chuyền của Phi Sơn, lỗi việt vị. Đã có lỗi việt vị của Matthias. Anh bắt đầu hiệp 1 và tham gia thi đấu tại V-League. Như vậy là ở tình huống mà trợ lý trọng tài phất cờ với việt vị với Matthias, đó đã là một quyết định không chính xác của trọng tài. Gần như là không thể triển khai bóng lên phía trên. Quang Văn Quyết chân trái. Tỷ số đã mở cho cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội. Rất xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu trận. Thành phố Hồ Chí Minh đã phải đón nhận bàn thua đầu tiên. Đó là bàn thắng thứ 48 của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội trong mùa giải năm nay. Pha lập công thứ 4 của Văn Quyết tại V-League 2018. Các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội áp sát và khiến cho các học trò huấn luyện viên Toshiya Miura không thể triển khai bóng lên phía trên. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú sút chân trái của Văn Quyết. Những bàn thắng được ghi bằng những pha dứt điểm chân trái của Văn Quyết vào lưới của Than Quảng Ninh, và bây giờ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Hà Nội. Pha kiến tạo của Hùng Dũng. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ chủ nhà. Đây là gương mặt của Viện Toshiya Miura thi đấu trên sân. Đỗ Hùng Dũng sẽ là một trong những cái tên được chú ý nhất. Rất nguy hiểm. Hai cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã băng vào. Pha dứt điểm thứ 8 của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội ở trong hiệp 1. Đường chuyển của Moses dành cho Seni. Không được. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường chuyển của Moses dành cho Oseni. Oseni không việt vị và cố gắng vượt qua Đinh Xuân Việt trước khi tung ra cú dứt điểm góc hẹp. Trên sàn đẩy vào thời điểm này tỷ số vẫn đang là 1-0. Kết quả xứng đáng nhưng vẫn còn là hơi ít so với những gì mà các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội chờ đợi vào đó của mình. Văn Quyết vẫn đang là cầu thủ chủ nhà. Quang Hải. Quang Hải. Quang Hải. Quang Hải cho pha xử lý vừa rồi của Quang Hải. 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Rất kỹ thuật. Nhảy múa trong vòng vây của các hậu vệ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng quá đẹp mắt của Quang Hải trong ngày mà anh nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6. Đó là pha lập công thứ 7 tại V-League năm nay của Quang Hải. Tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Đó thực sự là một bàn thắng mà người ta phải trầm trồ bởi vẻ đẹp của nó. Hãy cùng xem lại tiếng xoay sở này của Quang Hải. Bốn hậu vệ áo đỏ trước mặt khống chế bóng và sau đó trích mũi giày đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt. Tỷ số là 2-0 dành cho cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Và ngày hôm nay hai cầu thủ ở những thế hệ khác nhau của câu lạc bộ Hà Nội đã ghi bàn giúp cho dẫn 2-0. Hãy cùng xem lại một lần nữa, chiêm ngưỡng một lần nữa pha xử lý của Quang Hải. Bàn thắng thứ 7 của cầu thủ này tại V-League năm nay. Hùng Dũng vẫn còn. Sẽ có phạt góc dành cho đội chủ nhà. Đây đang là phút đá bù giờ thứ 3. Ngân Văn Đại. Hùng Dũng. Rất nguy hiểm rồi. Lần này thì không thành công. Tình huống điểm cuối cùng được thực hiện bởi Văn Quyết. Chavez. Những giây cuối cùng của hiệp 1 hơi chậm. Như vậy là trọng tài chính Ngô Duy Lân đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 18 của V-League năm nay. Tỷ số là 2-0 trong một thế trận gần như là một chiều. Đội đầu bảng đã chơi cực kỳ ấn tượng trong hiệp đấu này. Họ vượt trội ở tất cả những chỉ số thống kê và có được hai bàn thắng do công của Văn Quyết và Quang Hải.
vậy là sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hai hiệp, ban huấn luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đưa Huỳnh Kesley Anves vào sân. Huỳnh Kesley Anves đã ghi bàn ở hai vòng đấu gần đây nhất trong áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và trong bối cảnh Phượng Khách đang bị dẫn trước tới hai bàn, việc bổ sung cầu thủ cho tấn công là điều cần thiết. Bóng này thì ông Toshiya Miura cùng với đội bóng của mình đang xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 2 của trận đấu này thì đội chủ nhà câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, Trần Dũng Thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Lại là một pha không chuyền bóng tốt nữa của Quang Hải. Văn Quyết. Điều mà các cổ động viên của câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội chờ đợi đó là bàn thắng của Hosseini. Trận sút số 1 này chưa ghi bàn trong 3 vòng đấu liên tiếp. Nhưng chỉ sau khi hiệp 2 bắt đầu được ít phút thôi thì anh đã gặp phải một chấn thương khi không va chạm với ai. Hoàng Vũ Sang Sơn được đưa vào sân thay thế cho Hosseini. Hosseini rời sân và số 39 là Hoàng Vũ Sang Sơn vào sân. Những đội bóng đang xếp lần lượt ở các vị trí thứ 2 đến thứ 5. Đây là gương mặt của Đình Trọng. Các trận sút của huấn luyện viên Toshiya Miura mới chỉ ghi được 16 bàn thắng cho tới thời điểm này. Hoàng Vũ Sang Sơn. Hoàng Vũ Sang Sơn vừa ngã trong khu 16m50 nhưng không có một tiếng còi nào cất lên. Trọng tài chính Ngô Duy Lân không cho rằng đó là một pha phạm lỗi của đặng Văn Robert. Văn Quyết thôi. Văn Quyết. Hoàng Vũ Sang Sơn đã có lỗi việt vị. Chúng ta cùng xem lại pha kiến tạo của Văn Quyết dành cho Hoàng Vũ Sam Sơn. Thiếu vắng đi Đỗ Văn Thuận, tuyến giữa của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gần như là hoàn toàn lép vế so với đội chủ nhà. Hoàng Vũ Sam Sơn chân trái không vào. Đường truyền rất tốt của Đoàn Văn Hậu. Nhưng bất lợi thuộc về Hoàng Vũ Sam Sơn khi anh có tình huống không chuyền bóng bước một không được tốt. Quang Hải. Hoàng Vũ Sam Sơn 3-0. Lần này thì không thể bỏ lỡ cơ hội nữa. Quá đơn giản. Có đủ thời gian để chỉnh bóng trước khi tung ra cú dứt điểm. Bàn thắng thứ 6 của Hoàng Vũ Sam Sơn trong màu áo của câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội tại V-League. Một mùa giải mà anh không thể xuất trận cùng với đội bóng của mình trong phần lớn giai đoạn lượt đi. Hãy cùng xem lại tình huống này. Bàn thắng thứ 100 của Sam Sơn tại V-League, và ngay sau khi thực hiện được pha lập công vừa rồi, anh đã ra khu vực huấn luyện của câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và dâng cao chiếc áo với con số 100. Ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm của Hoàng Vũ Sam Sơn. Pha chuyền bóng một chạm của Quang Hải. Tình huống pháo ngụt của Đặng Văn Robert. Cao lên, cao lên, cao lên. Sát, không đổi. 3-0. Cùng với câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Cần Thơ thì Thành phố Hồ Chí Minh đang là một trong những đội bóng cuối bảng phải đón nhận thất bại đậm nhất cho tới điểm này. Hoàng Vũ Sam Sơn không hề có lỗi việt vị. Thêm một cơ hội nữa dành cho Hoàng Vũ Sam Sơn. Đối mặt Sam Sơn, bàn thắng đã được ghi và tỷ số được nâng lên 4-0. Không gì có thể ngăn cản được các cầu thủ đầu bảng vào thời điểm này. Họ quá mạnh so với phần còn lại của V-League. Nếu như họ tiếp tục duy trì được mạch trận ấn tượng mà chúng ta đang được theo dõi, khoảng cách 16 điểm so với đội bóng xếp ở vị trí thứ hai và khả năng vô địch sớm 5 vòng đấu, thì đó sẽ là trận đấu được nhiều người chờ đợi trên sân Đồng Đẫy giữa Hà Nội gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu thứ 21. 4-0 cho câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội.
cú đúp của Hoàng Vũ Samson. Tinh thần thi đấu của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã xuống thấp, nó được thể hiện rất rõ trong phóng vừa rồi. Một pha bóng mà các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công cực nhanh, không hề có lỗi việt vị của Hoàng Vũ Samson. Đi bóng, chỉnh bóng và dứt điểm về phía góc xa, đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt lần thứ hai trong trận đấu này. Quá ấn tượng với một đội bóng có hàng công mạnh nhất, hàng phòng ngự vững chắc nhất thì không có gì phải băn khoăn về vị trí mà đội bóng này đang nắm giữ. Văn Thành, quá hay, cơ bóng. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường chuyền của Văn Thành và pha dứt điểm một chạm của Quang Hải. Bóng đi chệch cột dọc. Tinh thần thi đấu thoải mái khiến cho những pha phối hợp của cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội được thể hiện như trong những buổi đá tập vậy. Thành Bình, cao găng, chưa có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lại là một tình huống cản phá tốt của Duy Mạnh. Người băng vào dứt điểm nhưng không thành công là Chavez. Vừa rồi là tình huống dứt điểm thứ tư của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu này. Đánh đầu! Tỷ số được rút ngắn xuống 1-4 cho các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng thứ ba của Matias tại V-League năm nay. Một pha không chiến tốt. Ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt góc được thực hiện bởi Thanh Bình và pha vào dứt điểm của Matias. Năm bàn thắng đã được ghi trên sân vận động Hàng Đẫy cho tới thời điểm này. Và đây mới là lần đầu tiên các cổ động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội ăn mừng. Matias bật cả chọn điểm rơi chính xác với một đội bóng ổn định như đội đầu bảng câu lạc bộ Hà Nội. Đặc biệt khi mà đội cổ động viên Chu Đình Nghiêm đang thiếu trên sân nhà. Văn Kiên, Văn Kiên, cú dứt điểm của Văn Quyết. Đỗ Hồng Dũng, Quang Hải, Đỗ Hồng Dũng, Văn Quyết, không được. Quang Hải. Đánh đầu! 5-1. Hoàng Vũ Samson với một cú hat-trick. Không còn trông chờ gì hơn từ Hoàng Vũ Samson. Một trận đấu quá dễ dàng đối với anh kể từ khi được tung vào sân. Hoàng Vũ Samson vừa có bàn thắng thứ 8 ở mùa giải năm nay. Tổng thành tích là 102 bàn thắng tại đấu trường này. Lại là một pha bóng mà Hoàng Vũ Samson tranh chấp tốt với Đặng Văn Robert rồi ghi bàn. Tỷ số đã là 5-1 cho tới thời điểm này. Quang Hải lại thêm một tình huống chích mũi dày nữa của Quang Hải, cho một anh đã ghi một bàn thắng bằng một cú dứt điểm có thể nói là đầy bất ngờ ở phút này. Và dứt điểm như vậy cho thấy là Quang Hải vẫn đang duy trì được một khả năng thi đấu rất tốt.
chúng ta theo dõi là lần thứ 3 ở mùa giải này, hàng công của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ghi được bàn thắng, 5 bàn thắng vào lưới đối thủ. Văn Kiên, Hoàng Vũ Samson, đó là bàn thắng thứ tư của cá nhân Hoàng Vũ Samson. Tỷ số được nâng lên 6-1. Quá dễ dàng cho các chân sút của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, đặc biệt là với Hoàng Vũ Samson, người đang có những cột mốc quan trọng ở trong trận đấu này. Bàn thắng đầu tiên của anh đánh dấu mốc 100 bàn thắng tại V-League. Và bây giờ anh đã có một cú poker, 4 bàn thắng rồi. 4 bàn thắng giúp cho Hoàng Vũ Samson đã có 9 pha lập công tại V-League năm nay. Và đây đang là trận đấu mà cao trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ghi được nhiều bàn thắng nhất trên sân nhà, trận thắng đậm nhất của họ ở mùa giải năm nay tính cho tới thời điểm hiện tại. Sâm Ngọc Đức, ngày trở về rất buồn đối với Sâm Ngọc Đức, nhưng vừa có thêm một bàn thắng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cú đúp của Matthias, 8 bàn thắng đã được ghi trên sân Đồng Hàng đây. Tỷ số đang là 6-2 nghiêng về phía câu lạc bộ Hà Nội. Một pha xử lý ngẫu hứng của Matthias. Cú đánh gấp đánh bại thủ môn của câu lạc bộ chủ nhà. Trước khi có đường chuyền này thì đây rõ ràng là một ngày về rất buồn của Sâm Ngọc Đức. Nhưng dù sao thì anh cũng đã đóng góp một pha kiến tạo giúp cho đồng đội lập công, mặc dù bàn thắng đó không thể mang lại nhiều ý nghĩa cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này nữa. Thanh Bình, Phi Sơn, đánh đầu và có thêm một bàn thắng nữa cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà trong trận đấu này hai lần bị đánh bại bởi những tình huống không chiến của Matthias và Chavez. Đó là quả tạt tốt nhất của Phi Sơn đã thực hiện ở trong hiệp 2 này. 6-3. Trận đấu có số lượng bàn thắng nhiều nhất kể từ đầu giải của V-League. Bàn thắng đầu tiên của Chavez cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng trên sân Hồng Đẫy ngày hôm nay, người hâm mộ được chứng kiến 9 bàn thắng, 6 thuộc về đội chủ nhà. Hoàng Vũ Samson ghi được 4 bàn thắng. Chân sút của đội khách Matthias có một cú đúp. Và vừa rồi là bàn thắng đầu tiên của Chavez trong áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài chính Ngô Duy Lân đã nổi còi kết thúc trận đấu. Điểm số thứ 47 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội giúp cho tiếp tục thống trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Nhưng những bàn thua trong những phút cuối của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ là một trong những điều mà ban luyện của đội bóng này cần phải rút kinh nghiệm đối với hàng phòng ngự của mình. Trong khi đó thì Thành phố Hồ Chí Minh với thất bại này tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 15 điểm. Vừa rồi là gương mặt của huấn luyện viên Toshimura khi trận đấu kết thúc thì phải chứng kiến một trận thua đậm của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.